Mình chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh youtube của Tuấn Anh Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp giả thiên của tác giả của Biệt Quân Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện Hãy bỏ chút thời gian của mình, ấn like, đăng ký kênh youtube Và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện lại nói lúc bấy giờ kim sĩ tiểu bằng vương phun cho một ngụm máu lớn thân thể bật ngửa cho đằng sau làm máu nhuộm cả bầu trời gần như không thể cầm được đại hoàng Kinh cũng văng ra xa kim sĩ tiểu bằng vương có hy vọng bước lên con đường đại đế đã bị thua kim sĩ tiểu bằng vương không ai sánh nổi bị trấn áp mất rồi thánh thể hoàng cổ chính là một thần thoại bất bại trong truyền thuyết đáng tiếc hiện giờ chỉ đành dừng bước ở bí cảnh đạo cung mà thôi Mọi người ở đằng xa rất khiếp sợ. Tâm trạng mỗi người không giống nhau. Nhiều người tụ tập lại thấp giọng bàn luận. Đánh con chim đó đi, không phải ngông cuồng lắm sao? Cắt hết gần cốt của nó. Đồ Phi kêu to, cảm giác như được xả một cơn giận trong lòng. Đốt lửa lên, nướng thịt chim nhỏ đi, món tả thịt nhật đây. Hắc Hoàng cũng là ó lên. Nhưng có rất nhiều yêu tộc bên cạnh, đã nổi lên sát khí. Bởi vì đây chính là địa bàn của họ và cho dù kim sĩ tiểu bằng vương thế nào đi chẳng nữa thì hắn cũng đạt thành viên của bọn họ. huống chi đây là một người có tiềm lực vô cùng, chính là vương giả vũ địch đồng dài. tuy hắn không thể địch lại thánh thể hoàng cổ nhưng vẫn còn được coi là một trong số đó. diệp phàm cường mạnh hơn nữa, kết quả cuối cùng cũng là dừng chân ở bí cảnh đạo cung. sau này không thể nào tranh phong với kim sĩ tiểu bằng vương. còn tương lai của kim sĩ tiểu bằng vương chính là không ai có thể kháng cự từ từ bước lên con đường của đại đế đại chiến trên không trung đã kết thúc rồi sau một thời gian kịch chiến lâu như vậy hai người cũng không chịu đựng nổi nhưng đột nhiên thần được trong người diệp phàm xôi trào toàn thân phát sáng rực rỡ rồi cầm lấy đại đỉnh trấn áp kim sĩ tiểu bằng vương một lần cuối cùng liên tiếp chín lần đại đỉnh được hắn cầm trong tay đã rơi xuống đánh vào người kim sĩ tiểu bằng vương chín cái cùng một tiếng hét thảm thiết vang lên đại hoàng kích đã bị diệp phàm đánh bay đi hai cánh tay của kim sĩ tiểu bằng vương buồn lỏng hẳn xuống không thể nào chống đỡ được nữa máu huyết thiền bằng màu vàng thấm nhuộm cả thân thể tráng kiện của hắn thiên bằng đang run rẩy kim sĩ tiểu bằng vương người phục không diệp phàm vọt tới tiếp tục cầm đỉnh trấn áp mái tóc của hắn lúc này đã rối tung rối mù nhưng đôi con người lại tàn phát thần quang khí thế dũng mãnh không thể ngăn trở kim sĩ tiểu bằng vương lại bị đánh bay. Hắn kêu to một tiếng rồi hiền lộ chân thân, hóa thành một con tiền bằng màu vàng dài mấy chục thước. Diệp Phạm sử dụng bộ pháp của lão giả điên, nhanh chóng lao tới, đạp xuống trần thân của thiền bằng. Hai tay của hắn cùng lúc hoạt động, tay trái cầm đỉnh trấn áp, tay phải thì hóa quyền đánh mạnh xuống. Bản thân của hắn cũng cảm thấy lúc này mình có thần uy cái thế. Đại hoàng kịch đèn nhánh như mực, xung quanh có hàn khí lạnh giáo, lại trầm trọng như một ngọn núi cao ngay cả tu sĩ đạt đến bí cảnh tứ cực cũng khó cầm trong tay. Lúc này, nó rơi từ trên trời cao xuống, làm cho cả một ngọn núi sập xuống, nhất thời có bụi mù ngất trời. Mọi người nhìn thấy liếu cả lưỡi, đại hoàng kinh rớt xuống, làm cho một dốc đá vỡ vụn, mấy tảng đá lớn lăn từ trên cao xuống, tạo nên những âm thanh ầm ầm. Truyền thuyết chính là sự thật, ngay cả tu sĩ bí cảnh tứ cực cũng chưa chắc cầm được nó, thật không ngờ nó lại nặng đến như vậy chỉ rớt xuống mà đã làm cho dốc núi bị lún xuống đến mấy thước, rốt cuộc đại hoàng kích nặng đến bao nhiêu. Tất cả mọi người rất giật mình, cảnh tượng khi nãy không phải là tu sĩ dùng thần lực bổ núi, mà chính là đại hoang kích rơi tự do xuống, liền nằm nguyên một dốc đá lún xuống. Và đại hoang kích cũng không phải là một con quái vật to lớn gì, nó chỉ là một thanh binh khí được người khác cầm trong tay mà thôi. Mọi người mới lên tường mà đã phải than thở trước sự mạnh mẽ của tộc tiền bằng bọn họ lại có thể cầm một thanh binh khí nặng như thế trong tay để chiến đấu với người khác, thật quá đáng sợ. Chân thần của kim sĩ tiểu bằng phương dài đến mấy chục thước, lập lánh phát sáng, hai cánh dài vươn ra là đã có thể đón những cơn gió mạnh làm lay động trời đất. Lúc này, Diệp Vạm đáp xuống lưng nó rồi đánh mạnh xuống, con chim màu vàng khổng lồ này liền chấn động mãnh liệt. Đại đỉnh cao chín thước đập mạnh xuống, lông chim bầu vàng bay tán loạn, mạnh mẽ như chân thần kim sĩ tiểu bằng vương cũng không chịu nổi hắn đau đớn giống to lên một tiếng âm thanh vàng vọng cả hư không toàn thân của nó phát sáng lấp lánh vạn đạo kiếm khí cùng nhau bộc phát muốn đánh bật diệp phàm xuống nhưng bây giờ nó đã kiệt sức còn diệp phàm lại có đỉnh vào đó hoa sen màu xanh bảo hộ thân thể nên kim sĩ tiểu bằng vương chỉ đành lực bất tòng tâm ta không tin đánh không vỡ chân thần của người diệp phàm không dùng thần thức hắn chỉ dùng đại đỉnh đánh xuống, đánh mạnh đến nỗi, làm cho chân thân của thiên bằng phải rống lên một tiếng thảm thiết, lồng vụ bày loạn trong hư không. Diệp Phạm cầm đại đỉnh liên tục đánh xuống sống lưng chân thân thiên bằng, qua nhiều lần chỉ tấn công vào một chỗ, rốt cuộc cũng có tiếng nứt sườn vang lên. Kim sĩ Tiểu bằng vừng phun ra một cụm máu nữa, sườn lưng đã bị cãi hai chỗ. Ta à, muốn giết ngươi. Hắn gào to lên, đôi mắt tỏa sát y vô tận bỗng nhiên có một ánh sáng màu vàng lóe lên hắn lại hóa thành hình người rồi thúc động bằng vũ kiếm hắn muốn dựa vào chiêu này để thoát khỏi diệp phàm nhưng diệp phàm lại bám chặt vào lưng của hắn tiếp tục cầm đỉnh bổ mạnh vào đầu của hắn một người mạnh mẽ như kim sĩ tiểu Bằng vương cũng cảm thấy choáng váng hai lỗ tai vàng lên ong ong diệp phàm không muốn đối phương tỉnh táo trở lại lại tiếp tục dùng đỉnh đánh vào làm cho kim sĩ tiểu Bằng vương choáng váng mặt mày quay cuồng ở trên bầu trời như đang say rượu nhưng mà dù sao Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cũng là cường giả trong thế hệ tuổi trẻ, chiến được vô cùng kinh người. Từ lúc hắn xuất đạo tới nay, hầu như đã vô địch đồng giai, không mà đánh bại được. Hắn kêu tòm một tiếng, mái tóc vàng bay múa trong gió. Hắn tạo phát động kiếm khí ngất trời, cố gắng tránh thoát Diệp phàm. Diệp phàm liên tục dùng quyền đánh vào đầu, cổ, sống lưng của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương miệng phun máu tươi, quay cuồng liên tục. Mọi người quan chiến há mồm cứng lưỡi, kim sĩ tiểu bằng vương không ai sánh nổi lại bị cưỡi đánh như thế đây là một hình ảnh dù có tưởng tượng thì mọi người cũng không tưởng tượng nổi nhưng nó lại đang xảy ra ngay trước mắt diệp phòng ngồi trên lưng kim sĩ tiểu bằng vương không ngừng tung quyền đánh xuống chỉ sau một lát mặt mũi của kim sĩ tiểu bằng vương đã sưng phù cả lên tóc tai bù xù trông vô cùng thể thảm mọi người ngẩn cả người đường đường là kim sĩ tiểu bằng vương mà lại bị người ta đánh đến như vậy đủ rồi, nên dừng ở đây thôi. Một tu sĩ yêu tộc ở đằng xa trầm giọng nói. Điện hạ, nói hắn dừng tay lại được rồi. Một tên khác lại mở miệng. Bọn họ là những yêu tu cùng đi theo kim sĩ tiểu bằng vương tới đây. Đúng đây, trận chiến này cũng nên kết thúc tại đây thôi. Ngay cả tên yêu tu bên thanh y tiểu giao vương cũng lên tiếng. Nhàn như ngọc gật đầu. Đến lúc này thì đã không cần chiến đấu nữa. Thắng mại đã phân định rõ ràng mà kim sĩ tiểu bằng vương chính là đời sau của vương giả tộc tiền bằng nếu như hắn ta chết ở đây thì vấn đề sẽ rất nghiêm trọng ai nói ta thua còn chưa có kết thúc kim sĩ tiểu bằng vương gầm lên cả người của hắn tỏa ánh sáng vàng chói lòa thân thể của hắn ta run mạnh một cái đánh bay diệp phàm ra ngoài chỉ trong nháy mắt đây là thiên bằng bác lòng thuật có người chợt kinh hô không phải chỉ khi nào tu vi ở bí cảnh tứ cực thì mới sử dụng được thánh thuật sát sinh này sao mẹ kiếp chẳng lẽ điển nhân điên cuồng này lại mở phòng ấn sao Vô sỉ vì muốn đánh bại diệp phàm mà hắn bất chấp tất cả sao đồ phi chợt thất kinh bác long thuật lặp lại rồi mẹ kiếp giận quá đi mất hắc hoàng thì thầm như nhớ lại việc gì đó đồ án do tiên bằng bác long thuật hóa thành có thể được gọi là bác long độ quanh thân thể của kim sĩ tiểu bằng vương xuất hiện một ngọn lửa màu vàng bốc cháy mạnh mẽ và sau đôi cánh của hắn xuất hiện một bức bác long đồ. Đó là hình ảnh một con chim đại bàng thần thánh đang đè lên một con trần lòng uốn lượn. Bức đồ án này phát ra uy áp vô thượng làm rung chuyển tâm hồn của người ta. Mọi người ở trên không nhìn thấy kinh hãi không thôi. Công chúa Điện Hạ, mau ngăn hắn lại, tên điệu nhân điên cuồng kia muốn giải trừ phong ấn. Đầu Phi chợt kêu đệt. Nhan như Ngọc lắc đầu nói, phong ấn của hắn vẫn chưa được giải, chưa qua một canh giờ thì không thể giải được. Thanh nghi tiểu giao vương cũng gật đầu đáp. Kim sĩ tiểu bảng vương chưa giải khai phong ấn, hắn đang sử dụng một loại bí pháp để thôi động thiên bảng bắc lòng thuật. Bí pháp này vô cùng kinh khủng, chính là bí thuật tối mật của tộc thiên bảng, vừa được gọi là đại thuật sát sinh, vừa được coi là dị tượng. Hắc hoàng thấp giọng tự nói. Kim sĩ tiểu bảng vương lúc này như một vị thần, lập đánh phát sáng. Bạc lòng đồ vừa hiện lên, thì một cỗ uy áp kinh khủng như sóng biển ngất trời đánh tới chỗ Diệp phàm Kim sĩ tiên bằng ta từ lúc xuất đạo đến nay chưa từng bại trận. Thật không ngờ lại bị người đánh chặt vật đến như vậy. Hôm nay dù ngươi có là thánh thể hoàng cổ thì ta cũng giết. thân sắc của hắn lạnh như băng, sợi tóc bị máu tươi màu vàng thấm nhuộm, ánh mắt rất dọa người. Toàn thân của kim sĩ tiểu bằng vương trở nên óng ánh, ngọn lửa quanh người càng bốc cháy mạnh hơn. Đôi con người khổng lồ cũng biến thành màu vàng, sau đó hắn tung bột quyền đánh tới. Bằng khiếu động thiên sau lưng của hắn một con thiên bằng trông rất sống động kia bay ra hóa thành một đạo thiểm điện đánh tới diệp phàm theo sát thiên bằng còn có một con trần long khí tức kinh khủng và uy áp vô thượng của triều thức này làm cho người ta phải run sợ gần như muốn quỳ xuống mà mái lạnh mẹ kiếp nó chứ thật sự là thiên bằng bác long đồ hắc khoảng cắn răng thầm nói bên người diệp phàm xuất hiện hư ảnh một đóa hoa sen màu xanh nhạt đóa hoa sen này tỏa ánh sáng lấp lánh tạo thành một màn sáng bao phủ Diệp Phạm Đại. Ngày giây khắc đó, con thiên bằng màu vàng kia đã dừa cào đùi vút sắc nhọn ra, đôi cánh màu vàng chém mạnh xuống, còn chân long lại cuốn thân thể muốn cắn nát Diệp Phạm. Nhưng lạ lùng thay, khi đến gần Diệp phàm thì thiên bằng và chân long lại biến mất, không còn thay đầu nữa. Cũng ngày lúc ấy, thân thể kim sĩ tiểu bằng vương chấn động mãnh liệt rồi bác long đồ lại tái hiện sau đường hắn. Vẫn là bức tranh ấy, vẫn là uy áp khiếp người ấy đã xảy ra chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao Bắc Long Đồ vừa bay ra thì lại biến mất rồi trở về sau lưng kim sĩ tiểu bằng vương? Bắc Long Đồ chính là dị tượng, nhưng bản thân thánh thể hoàng cổ có thể chống lại dị tượng. Vì thế Bắc Long Đồ đã bị áp chế rồi. Sao có thể như vậy được? Bắc Long Đồ chính là dị tượng thượng cổ, đánh đầu thắng đó, không gì cả nổi, không thể áp chế. Mọi người cùng khiếp sợ, đây chính là một sự đối kháng giữa hai loại thể chất của hai chủng tộc khác nhau. Diệp Phạm thì tỏ ra rất bình tĩnh mà nói dị tượng của người không có hiệu quả với ta. Không thể như thế, không thể như thế. Bác đồng đồ vừa là dị tượng, vừa là đại thuật sát sinh. Kim sĩ tiểu bảng vườn cắn răng, thôi động thần lực, làm cho bác long đồ ở sau lưng càng thêm kiếp người, giống như thiền bằng và chân long thật sự phủ xuống thế gian. Sau đó, con thiền bằng liền nhập vào tay phải của hắn, còn con chân long lại tiến vào trong tay trái. Lúc này, người ta lại có cảm giác quanh hai tay của hắn đang có một con chim ưng và một con rồng đang cuốn quanh. Dị tượng biến mất, người không thể khắc chế được nữa. Thiên bằng bác lòng thuật. Kim sĩ tiểu bảng vương hét lớn, vùng tay đánh về phía trước. Chính nghe ầm một tiếng. Quanh tay của kim sĩ tiểu bảng vương như có thiên bằng và chân long đang đợn quanh. Khí thế mạnh mẽ, có thể đánh sập cả núi lớn. Thiên bằng và chân long tản phát khí tức làm kinh sợ mọi người. Ngọn núi ở dưới chân kim sĩ tiểu bảng vương phải nhận đấy chấn động mạnh mẽ toàn bộ cỏ cây ở trên đều biến thành tro bụi các tảng đá to bay ra khắp nơi nguyên một đỉnh núi bị lún xuống diệp Phạm sử dụng đấu chiến thánh pháp để chống lại quả đấm màu vàng đấm thẳng vào một ưng một rồng vừa mới tiếp xúc vào nhau lập tức có một cỗ năng lượng cuồng bạo càn quét ra đánh bay hai người ra ngoài mấy người quan chiến cảm thấy tim của mình đập nhanh hơn bí thuật vô tưởng này mà đánh vào người bọn họ thì sợ rằng thân thể sẽ bị nát bấy ngay lập tức diệp Phạm bay trở lại thần sắc vô cùng điềm tĩnh hắn tiếp tục tung quyền đánh tới phía trước kim sĩ tiểu bằng vương bị đánh bay ra ngoài không thể ti triển thiên bằng Bác Lòng thuận chuyện gì vậy ký thức điều nhân điền này vừa rồi còn làm cho người ta sợ chết khiếp nhưng sao lại biến mất rồi đâu phi cảm thấy khó hiểu cái này ta hiểu rồi chỉ khi cảnh giới đạt đến bí cảnh tứ cực thì mới tiến triển được thiên bằng bắc long thuật hắn bị phòng ấn mà có thể đánh được một chiêu đã là không tồi một chiêu không thể đánh bại được thánh thể hoàng cổ hắn cũng không thể đánh ra chiêu thứ hai thần lực đã cạn khô nhàn như ngọc gật đầu nếu như ở bí cảnh tứ cực ti triển thiên bằng bắc long thuật chốt cuộc bí thuật này sẽ kinh khủng đến bực nào đồ phi cảm thấy kinh hãi diệp phàm thì nhanh chóng lượt đến tung một quyền vào mặt của kim sĩ tiểu bảng vương làm cho người này bị đánh bay ra sau kim sĩ tiểu bằng vương vừa phun một ngụm máu ra thì lại thấy diệp phàm đã tấn công tiếp liên tục tung quyền đánh vào thân thể của mình còn bà nó chứ ta muốn xem thử phải đấm bao nhiêu phát mới có thể cắt đứt xương của người diệp phàm liên tục tung quyền đánh vào một chỗ sau khi đấm liên tiếp chín quyền bỗng nhiên có một tiếng rắc giòn tan ở ngay sườn ngực của kim sĩ tiểu bằng vương vang lên suốt cuộc kim sĩ tiểu bằng vương cũng bị diệp phàm đánh cho gãy xương nhưng Diệp Phàm chưa vì thế mà dừng lại. Hắn tiếp tục đánh sang những chỗ khác. Sau đó, hắn có một phát hiện, chỉ cần đánh liên tiếp 7 đến 9 quyền vào cùng một chỗ là xương cốt chỗ đó sẽ bị gãy lìa ngay. Thì ra là như vậy. Diệp Phàm rất giận mình, bởi vì hắn đã biết được một điều, ngoài trừ thể chất cực độ ra, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương còn biết cả thiên bằng phục sinh thuật. Cũng chính nhờ thần thuật thiên phú này nên Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương mới có năng lực chống đỡ mạnh như vậy kim sĩ tiểu bằng vương gầm thét sát ý trong mắt không hề giảm mặc dù đang bị áp đảo hoàn toàn nhưng hắn vẫn muốn phản kích diệp phàm vỗ mạnh một cái vào đầu của kim sĩ tiểu bằng vương muốn đánh đối phương bất tỉnh tuy kim sĩ tiểu bằng vương không muốn như vậy nhưng thần lực của hắn đã cạn khô không thể nào không ngất đi diệp phàm lại tiếp tục nặng tay liên tiếp tung quyền để xem thử thân thể tộc thiền bằng mạnh mẽ đến đâu chỉ trong chốc lát hắn đã đánh ra hơn trăm quyền và những bộ phận khác nhau mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt để khi tiếng đứt sườn điền tiếp vang lên thì mọi người đang quan chiến cũng không thể ngăn cản lại được mau dừng tay có một yêu tù thét lớn kim sĩ tiểu bằng vương chính là một trong những tu sĩ yêu tộc có hy vọng trở thành đại đế nếu như bị thánh thể hoàng cổ đánh phế thì tổn thất sẽ rất nghiêm trọng chiến đấu đã kết thúc rồi mau dừng tay Tăng nghi tiểu giao vương mở miệng hắn không muốn sự việc đi quá xa Diệp Phạm lại đánh thêm 300 quyền nữa. Kết quả là toàn thân kim sĩ tiểu bảng vương bị gãy khoảng 40 chỗ. Ngay cả xương cằm cũng bị vỡ nát. Hắn cũng biết mình không được giết kim sĩ tiểu bảng vương. Nếu như lỡ tay giết thật thì đúng là tai họa ngập đầu. Chắc chắn yêu tộc sẽ không bỏ qua. Vì thế hắn không có trả sát chiều, xuất thủ rất chừng mực. Khi mọi người xông lại giữa hai người, kim sĩ tiểu bảng vương đã bị gãy xương đến nằm bởi chỗ. Thân thể vốn khỏe mạnh gần như bị phế đi. Vì sau khi nãy ngươi không dừng tay? Có tù sĩ yêu tộc quát hỏi. Tiểu bằng vương, ngươi không sao chứ? Một kẻ khác lay động thần thể mà kẻ hỏi. Được rồi, hắn không gặp nguy hiểm đâu. Nhan như ngọc nhìn qua rồi nói với mọi người. Lời của nàng nói làm cho tâm tình mọi người chợt bình tĩnh. Kim sĩ tiểu bằng vương đã bị đánh thua. Thánh thể hoang cổ làm cho người ta phải sợ hãi. Đáng tiếc chỉ dừng ở bí cảnh đạo cung, không thể tái hiện phong thái của khi xưa. Có rất nhiều người nói nhỏ tại chỗ rồi thầm lắc đầu. Mọi người lại nhìn Diệp Phàm cảm thấy lạ lạ. Phải biết rằng trước giờ đã có lời đồn rằng kim sĩ tiểu bảng vương có hy vọng bước lên con đường yêu đế. Nhưng một cường giả trẻ tuổi của yêu tộc lại bị một người được gọi là phế thể đánh bại khi đồng giai với nhau. Thậm chí còn thê thảm đến mức thân thể gần như bị tàn phế. Nếu như Diệp Phàm có thể tiến vào tứ cảnh bí cực, thế nhưng có lẽ hắn có cơ hội đánh bại kim sĩ tiểu bảng vương trong việc xem thử ai có tư cách bước lên con đường yêu đế đáng tiếc cả đời không thể bước vào bí cảnh tứ cực lại có người thở dài nói một câu mặc dù lần chiến đấu đồng giai này kim sĩ tiểu bằng vương đã thua thánh thể hoàng cổ nhưng con đường đại đế có rất nhiều trông gai cần phải vượt qua việc lần này có lẽ là một chuyện tốt đối với hắn tuy thánh thể hoàng cổ đã viết tiếp thần thoại bất bại của mình đáng tiếc đây đã là điểm cuối của hắn rồi sau này không thể đi tiếp được nữa, điều đó làm cho mọi người có chút tiếc nuối. Diệp Phạm cũng không để ý đến lời nói của bọn hắn, các khớp xương trên người của hắn kẽ trùng động, toàn thân lấp lánh ánh sáng, cố gắng khôi phục nguyên khí trở lại. sau đại chiến với Kim Sĩ tiểu bảng vương, hắn cũng rất mệt mỏi. không lâu sau đó, đôi mắt của hắn sáng trong lại, thân thể không nhiễm chút bụi trần, thần lực trong người mênh mông vô tận, hắn đã hoàn toàn hồi phục. Kim sĩ tiểu bằng vương cũng kiệt sức, nhưng hắn thì không. Có không ít cười hoàng sợ, cảm thấy rất kinh hãi. Diệp Phạm đứng sang một bên, nghe thấy Đồ Phi và Hắc Hoàng đang thì thầm nói chuyện với nhau. Đại Hoàng Kích chính là ma bình, được đại năng yêu tộc tế luyện, là trọng bảo hiếm có. Dù bị phong ấn, nhưng nó vẫn có uy lực mạnh mẽ như vậy. Hãy đoạt lấy đi. Hắc Hoàng xúi rục Đồ Phi. Sao người không đi mà lấy đi? Đồ Phi đưa hắn một cái rồi đáp lời. Đại Hoàng Kích đúng là vương giả trong minh khí của yêu tộc. Hiện nay đã được truyền thừa cho kim sĩ tiểu bảng vương. Dù nó có rơi vào trong túi thì cũng không có ai dám đi lấy trộm. Chỉ có Hắc Hoàng mới nảy sinh ý nghĩ như vậy, khuyến khích đổ vì đi ăn cắp. Bổn Hoàng có một bộ bí pháp hư không kinh. Chỉ cần ngươi có thể giấu mọi thứ trộm được nó, ta sẽ truyền bí pháp vô thượng đó cho ngươi. Hắc Hoàng nghiêm túc nói. Còn bà ngươi chứ, còn chó chết tiệt, người thật quá độc ác mà dù có muốn hại ta cũng không thể trắng trợn như vậy. Đồ Phi giận dữ. Sao buồn hoàng phải đưa ngươi? Vậy cho người lợi trước đó, ta sẽ đọc một đoạn hư không kinh ra. Hắc Hoàng chợt nghiêm nghị, Nói một đoạn trong hư không kinh của Diệp Phạm ra. Đừng nghe nó lừa dối, con chó chết này không hiền lành tử tế gì đâu, cả ngày chỉ biết gây chuyện thôi. Diệp Phạm đi tới, phán một câu xanh rợn. Nhóc con, ta không tìm ngươi tính sổ thì thôi, người lại dám nói xấu ta sao? hắc hoàng chợt nhe răng người hãy an phận một chút đi đừng có gây chuyện nữa diệp phăm bí mật truyền ẩm nói chẳng lẽ người quyền vì sao chúng ta tới đây rồi sao đột nhiên tại một chỗ cách đấy không xa có yêu khí sông thẳng lên trời tàn phát ánh sáng màu vàng trói mắt kim sĩ tiểu bằng vương vừa tỉnh dậy liền giống to một tiếng rồi hóa thành chân thân thiên bằng màu vàng giương cánh bay lên trời cao bằng huynh không nên kích động thân thể huynh bị thương cần phải tĩnh dưỡng Thanh nghi tiểu giao vương truyền âm, chỉ sợ người này tức giận làm việc thiếu suy nghĩ. Con điều nhân điên cuồng này sao có thể mạnh mẽ như vậy chứ? Xương cốt bị gãy lìa nhiều như thế mà vẫn có thể bay được. Đồ phi chợt giật mình, ngửa đầu nhìn lên trời. Lúc này phong ấn của kim sĩ tiểu bảng vương đã được mở ra, khí tức mạnh mẽ của tu sĩ bí cảnh tứ cực làm cho người ta kinh hãi. Kim sĩ tiểu bảng vương thật sự bị thương rất nặng, thân thể run rẩy, suýt nữa thì rơi xuống dưới bằng ảnh chợt lóe lên hắn hóa thành hình người sắc mặt âm trầm nhìn xuống phía bên dưới tiểu bằng vương người cảm thấy thế nào hãy mau đi tìm nơi tĩnh dưỡng chữa trị thượng thế đi có tu sĩ của yêu tộc mở miệng quyền nhủ kim sĩ tiểu bằng vương vóc người cường tráng mái tóc vàng rối tung cả lên con mắt sắc bén lạnh lùng liếc nhìn diệp hàm sau đó hắn vẫy thành một cái đại hoàng kích đang ở trong vách núi hóa thành một đạo ánh sáng đen bay lên lại một lần nữa nằm gọn trong tay hắn. Nhiều người thấy vậy liền căng thẳng, ta nghi tiểu giao vương mở miệng mà nói. Kim sĩ tiểu bằng vương, huynh muốn làm gì? Kim sĩ tiểu bằng vương cũng không nói gì, nhìn Diệp vào một cái, rồi hóa thành một đạo ánh sáng vàng lao về phía chân trời. Trong nháy mắt, biến mất không còn bóng dáng. Sau đó, có tiểu yêu báo cáo, kim sĩ tiểu bằng vương đã rời khỏi vương không gian này. Đại chiến chợt chấm dứt, tu sĩ yêu tộc dần dần tàn đi, Diệp Phạm và Đồ Phi trở lại nơi ở của thành y tiểu giao vương. Mặc dù người đánh thắng kim sĩ tiểu bảng vương, nhưng cũng không nên ở lại chỗ này lâu. Nhất định là có rất nhiều người có ý đồ muốn cướp đoạt đỉnh của ngươi. Đồ Phi thấp giọng nói. Diệp Phạm hiểu rõ điều này. Có lẽ sau trận chiến với kim sĩ tiểu bảng vương vừa rồi, tạm thời sẽ không có người có hành động bất lợi với hắn. Nhưng nếu ở chỗ này quá lâu, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Ta biết rồi. Hắn gật đầu rồi thầm nói nhất định phải giải quyết chuyện của bảng bác trong thời gian ngắn nhất thế rồi không đâu sau đó nhàn như ngọc xuất hiện khi tới phủ đệ của thanh y tiểu giao vương nàng cũng ngầm nói cho diệp phàm không nên ở lại đây quá lâu nhàn công chúa ta nghĩ người cũng có thể đoán ra được nguyên nhân vì sao ta lại đến đây diệp phàm thành thật nói ta chỉ có một thỉnh cầu ta muốn gặp lại bảng bác đã xa nhau nhiều năm như vậy nhưng ta vẫn chưa gặp mặt được hắn việc này sợ rằng không được ba tháng sau hắn mới có thể xuất quan hiện tại không thể quay nhiễu hắn được nhàn như ngọc lắc đầu từ chối diệp phàm nhất thời cả kinh thời gian quá gấp rồi chỉ sợ rằng sau ba tháng nữa bàng bác chân chính sẽ không còn trên đời này nữa cả người đang nói đến vị kia trong bất đạo điện sao thanh y tiểu giao vương cũng hơi kinh hãi nhan như ngọc gật đầu rồi không nói thêm gì nữa bật lão điện chính là tòa cổ điện mà thanh giao vương đã lấy được sao Đầu phi chợt kinh ngạc hỏi Dường như những người có mặt ở trong phủ cũng không muốn nói nhiều về chuyện này, nên họ chỉ gật đầu một cái, không có ai giải thích cặn kẽ. Diệp tiểu huynh đệ, nếu người muốn tiếp tục đợi thì có thể đi đến phủ đệ của ta. Nhan như ngọc mở miệng, lấy bàn tay trắng nõn vuốt mái tóc dài đen, lộ ra gương mặt hoàn mỹ không tỉ vết. Diệp phàm biết đối phương cố ý tốt, thế nhưng sợ hắn bị cướp đoạt vạn vật mẫu khí đỉnh nên mới mời hắn. Ta cầu còn không được, xin cảm ơn ý tốt của nhàn tiền tử. Đồ Phi nhanh miệng nhanh mồm, tay mặt Diệp phàm đáp lời. Nếu như vậy thì làm phiền nhan công chúa quá. Diệp phàm chỉ còn cách gật đầu đồng ý. Khuôn mặt của Hắc Hoàng ỉu diêu, nhưng trong mắt lại có một tia xảo quyệt chợt lóe lên rồi biến mất ngay lập tức. Nguyên nhân đó đến đây là vì cổ kinh, bây giờ tiến vào trong phủ của hậu nhân đại đế yêu tộc, chính là hợp với tâm ý của nó. Các tiểu thiên địa mà các thánh hiền từ thượng cổ mở ra không giống nhau. Có nơi không khí trầm nặng, chỗ khác tràn ngập sinh cơ. Có cái chỉ nhỏ mấy trượng, lại có cái lớn đến mấy trăm dặm. Tiểu thiên địa được Thanh Giao Vương phát hiện rộng khoảng 200 dặm, có thể nói là rất rộng lớn. Sau khi Thanh Giao Vương làm chủ nhân của nơi này, cũng có không ít yêu tộc tự động tiến vào đầu nhập. Thật ra thì sau khi hóa thành hình người, yêu tộc cùng nhân loại không khác biệt nhiều. Thậm chí cả tập quán sinh hoạt cũng trở nên giống nhau. Trong tiểu thiên địa này có một tòa thành của yêu tộc, kích thương không lớn nhưng cũng rất phồn hoa. Mấy việc như bán đình dược, bảo vật trân quý hay đổi tài liệu luyện binh đều được tiến hành ở đây. Đông phủ ưu nhã mỹ lệ của nhà Như Ngọc nằm trong một dãy núi xinh đẹp tuyệt trần, canh yêu thành hơn bởi dặm. Nơi đây có thác nước chảy xuống như một dải lụa mỏng, có cây xanh tươi vô cùng xinh đẹp. Trên mỗi một ngọn núi đều có cung điện ở đấy có rất nhiều nhà còn chưa có ai ở nên việc bọn diệp phàm sẽ ở đâu không phải là vấn đề nhà nhìn ngọc tận tình phái vài tiểu yêu tới hầu hạ bọn họ diệp phàm chọn một nơi thanh tịnh trên đỉnh ngọn núi này có cung điện thấp thoáng trong rừng thông suối chảy rau rách uốn lượn quanh co Chảy xuống dưới trần núi bật lạo điện là nơi như thế nào bây giờ đợi đến lúc không có người khác diệp phàm hỏi thăm đổ phi một câu đó là một cổ điện ở trong di tích cổ của một thánh hiền bị thanh giao vương đoạt được ở bên trong tu luyện có thể kéo dài tuổi thọ có hiệu quả bất lão kỳ diệu thần kỳ đến như vậy sao diệp phàm tỏ ra kinh ngạc nhưng cũng rùng mình một cái đặc tính đặc thù như vậy không phải sẽ tạo nên hy vọng cho tồn tại trong cơ thể bảng bác cơ hội được sống tiếp sao bất lao điện thật sự rất thần bí thanh giao vương luôn cố gắng thôi diễn để hiểu được đạo văn phức tạp trên đó hiểu được huyền bí bất lão trong đó. Đây là bảo vật vô giá chăng? Hai mắt của Hắc Hoàng sáng lên, lại nói, nếu có thể vẽ lại đạo văn được khắc bên trong nó, nhất định tương lai sẽ có ích. Người hãy bỏ cái ý nghĩ ngu ngốc đó đi. Đồ Phi vẫn luôn tức giận việc mình bị Hắc Hoàng cắn khỉ trước. Nhóc con, người nên tôn trọng ta một chút đi, rồi cũng có lúc người phải cầu xin ta cho mặt xem. Hắc Hoàng vênh mặt lên. Diệp Phạm vội vàng khuyên giải, nếu không chắc chắn là lại xảy ra chuyện người chó đại chiến rồi. Bật đạo điện ở đâu? Có thể dẫn ta đi xem một chút không? Đồ Phi kinh sợ nói. Diệp tiểu huynh đệ, Rốt cuộc người muốn làm gì? Tốt nhất là đừng có chủ ý tới đó. Đây chính là bảo bối của thành giáo vườn đó. Đụng tới là đại họa. Thôi, ngươi ghi yên tâm đi. Ta sẽ không làm loạn đâu. Diệp Phạm cười cười đáp một câu. Đồ Phi không hổ danh là người nhiều chuyện. Không thể làm chủ được cái miệng của mình hắn đưa tay chỉ lên không trung nói có nhìn thấy mấy đám mây kia không Bận đạo điện huyền phù ở trên đó đấy cổ điện vĩnh viễn không rơi xuống sao diệp phàm chật cả kinh to cổ điện của thánh nhân thượng cổ lưu lại không thể bị rời rụng được cực kỳ là thần bí đồ phi không thể giữ bí mật được tiện miệng nói ra diệp phàm cẩn thận hỏi rõ một phen sơ sơ căm sau đó không nói gì nữa ta nói rồi đấy diệp tiểu huynh đệ người không được làm đoạn đâu Đồ phi trần lên tiếng cảnh cáo. Tuy tiểu thiên địa này là không gian do các thánh hiền thượng cổ mở ra, nhưng nó cũng có phân ra ngày đêm. Ban ngày rực sáng là do có một viên hỏa châu to lớn phát sáng. Sau khi hỏa châu chìm xuống thì sẽ đến ban đêm. Đêm khuya Diệp Phạm và Hắc Hoàng lặng lẽ cùng nhau rời đi, rồi bay lên trời cao. Từ xa xa ngắm nhìn tòa cổ điện trên tầng bay cao. Đây là một tòa điện phủ rất cổ xưa nhìn bên ngoài đã có dấu vết tàn phá của thời gian. Ở xung quanh nó có không ít những khối đá kỳ lạ. Thế người có phát hiện ra cái gì không? Diệp Phạm thấp giọng hỏi. Giật không ổn, ta không biết ở trong điện có gì, nhưng ở phía ngoài có 18 đạo cấm chế, có rất nhiều đạo văn. Diệp Phạm cau mày, đây không phải là tin tức tốt. Hắc Hoàng tiếp tục nói, người nhìn thử đi, phía trên những đám mây kia có rất nhiều tảng đá cổ quái đừng cắt lên rất nhiều đạo văn cực kỳ lợi hại. Không có đại thần thông thì không thể phá giải được. Nếu đúng đã như vậy, thì chúng ta không thể vào được sao? Bổn hoàng đã ai chứ? Không có đạo văn nào mà ta không thể phá được. Hắc hoàng tỏ ra kiêu ngạo rồi nói. Người đừng có mà bà hỏa hoặc lạc nữa. Không biết ai bị nhốt ở sân mạch vần đoạn 18 năm. Thiếu chút nữa tiên trở thành một cục đất đèn chứ. Nghe thấy mấy câu này, Hắc Hoàng nổi giận lôi đình. Đừng có nhắc tới mấy chuyện nhỏ như hạt thóc đó. Ngươi thật sự có thể phát được 18 đạo cấm chế này sao? Diệp Phàm cảm thấy nghi ngờ. Qua những chuyện ở giao trì cố địa, hắn cảm thấy hát hoàng không đáng tin chút nào cả. Ta đã từng gặp qua mấy loại cấm chế này, cũng biết cách phá giải nó. Chỉ có một rắc rối nhỏ là cần một chút tài liệu mới được. Thế người cần tài liệu gì? Mà dùng để làm gì? Diệp Phàm lại hỏi. Cần một chút tài liệu trần quý để khắc bộ ít đạo văn phá giải các cấm chế này. Hắc Hoàng nói ra tên một loạt các tài liệu. Cái này có chút khó khăn, nhất thời biết đi đâu mà tìm cơ chứ. Nếu không có đủ tài liệu thì chỉ cần có đủ nguyên là được. Thế thì ngươi cần bao nhiêu nguyên? Ít nhân cũng cần mấy phường nguyên đấy. Hắc Hoàng đàm bộ không quan tâm nói ra một câu xanh trơn. Một phương chính là 3.300 cần đấy. Mấy phương nguyên, xong người nói nhẹ nhàng như thế chứ hả? Không phải trên người của người còn có hai phường sao. Dùng tiết kiệm một chút thì cũng đủ đấy. Chó chết. Nói quả nói lại một hồi. Cuối cùng người lại định lấy nguyền của ta. Sự việc hệ trọng nên bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một khi chưa nắm chắc được mười phần thì bọn họ chưa thể xông vào bất lão điện. Đêm khuya vô cùng vắng nặng. Khi Diệp Phàm trở lại trong phòng hắn cảm nhận được trong phòng còn có một người. Ai đó? Một tiếng cười như chuông bạc ngân vang truyền đến rồi có một hương thơm xông vào mũi ánh đèn chật lóe lên một thân ảnh nữ tử quen thuộc đang nhẹ nhàng đi tới áo quần của nàng thướt tha đôi chân dài ngọc thon như ẩn như hiện nàng có một cái eo thon nhỏ và tinh tế hai cánh tay để trần ở bên ngoài một nửa lộ ra làn da hồng hồng mà trọng suốt đây là một nữ tử xinh đẹp những đường cong trên người uốn lượn theo dáng thon phải nói là dáng người ma quỷ mới đúng dung mạo nàng ta đẹp như thiền sứ ở ngay trán còn có một nốt ruồi màu hồng lấp lánh là người sao diệp phàm nhận ra người này chính là yêu tình tần giao tần giao kem mỉm cười nhanh nhanh mắt một cái rồi cười quyến rũ mà nói trẻ như vậy rồi người không ở trong phòng mà đi đâu đây đi vào rừng tản bộ thôi nói dối tiêu tưởng người có ý đồ gì xấu xa phải không diệp phàm cười to rồi đáp lời ta nói ta đến đây là muốn thực hiện lời hứa đại khải sát giới Tiểu hai tử người biết cái gì chứ? Tân Giao đúng là một yêu tình đích thật, mới chỉ liếc mắt một cái thôi, nhưng đã tỏ rõ nét mặt mị hoặc điền cuồng, toát lên vẻ phong tình vạn trùng, làm cho người khác nhìn thấy đều cảm thấy say mê. Ta có nên hiểu rằng, đang đang ở đây khích lệ ta, muốn ta dùng hành động để chứng minh chăng? Diệp Phong cười nói, trong ánh mắt còn có chút dục vọng. Bên ngoài cửa sổ có những cây cổ tùng đứng thẳng tắp, nước suối chảy xuôi cảnh vật vô cùng thanh tĩnh trong phòng thì anh đến chập chờn tần dao ngồi thẳng ở trên ghế quần áo lụa mỏng làm hiện rõ những đường cong mê người nàng nhấp nháy mắt một chút lại nói đừng nói sang những chuyện khác khi nãy người đã đi đâu người tình xưa lại không tin ta như vậy thật đàm ta thương tâm quá đi diệp phàm lên một ghế nhựa tới ngồi xuống tiểu hài tử xấu xa còn nói người tình xưa nghĩa cũ gì nữa tần dao cười khẽ lấy cánh tay trắng như tuyết vuốt nhẹ mái tóc rồi nói tiếp. Sao ngươi lại tới Bắc Vực chứ? Người của Diêu Quang Thánh Địa có lòng tốt đưa ta đến đây. Sau đó ta không ngừng phi ngựa đi tìm tung tích của ngươi. vất vả lắm mới đến được nơi thành gia vương ẩn cư. Tần Giao liếc hắn một cái, nói tiếp. Người vẫn là không thay đổi, miệng buồm gứt lẻo mép như thế. Ngươi phải có lòng tin với mị lực của mình chứ. Diệp Phạm duỗi thẳng người ra trên ghế dựa, lộ vẻ mệt mỏi rồi nhìn tần dao nói đã khuya lắm rồi chúng ta nghỉ ngơi đi tần dao nở nụ cười đôi môi đỏ mọng khiêu gợi Bông nhìn lấp lánh phát sáng nàng ta vươn tay ra nắm lấy gương mặt diệp phàm rồi nói tiểu hài tự xấu xa đừng có nói chuyện ngọt sớt như thế rồi chuyển sang chuyện khác diệp phàm cầm lấy bàn tay trắng mịn đó kéo nàng tay tới sát cạnh mình lại nói lời nói thật lòng người cũng không nhịn tin sao mổ mắt bồn hoàng mất thôi ngay lúc này một con chó mực vén rèm che cửa lên bước vào vừa thấy cảnh này thì nó lẩm bẩm nói thầm một câu ta không nhìn thấy gì cả các người cứ tiếp tục đi nhá nói xong lời này cái đuôi cụt của nó tự rừng dựng đứng hẳn lên ngang ngang xoay người rồi rời đi tần giao vuốt ve bàn tay của diệp phàm nhẹ nhàng xoay người ngồi lại trên ghế lắc đầu cười không ngừng đang tốt như vậy mà bị con chó chết này phá hỏng nó muốn trả thù ta đây mà Diệp Phạm cũng lắc đầu tức giận nói. Tốt cái đầu người ấy chứ. Tần Giao nhẹ nhàng trách cứ. Người có biết là người gây ra sóng gió lớn thế nào không? Cũng dám cắt đứt mấy chục cái xương cốt của kim sĩ tiểu bảng vương. Không ai sánh nổi. Người thật biết ra tay đây. Có gì mà ta không dám chứ. Nếu như ta không nặng tay thì người chết chính là ta. Diệp Phạm tỏ vẻ không quan tâm. Nhẹ nhàng cầm lấy chén trà rồi uống một hớp. Kim sĩ tiểu bảng vương là kẻ nào chứ? từ lúc xuất đạo đến nay hầu như chưa bao giờ bại, nhưng giờ lại bị thánh thể hoàng cổ áp chế. Sau chuyện này, chắc chắn tên của người sẽ truyền ra ngoài, càng có nhiều người biết hơn. Nói tới đây, tần giao kẽ lắc đầu nói tiếp. Đáng tiếc, thánh thể hoàng cổ người cuối cùng cũng dừng bước ở bí cảnh đạo cung. Nếu không phải như vậy, người sẽ có tiền đồ mênh mông. Không có gì là tuyệt đối cả. Có khi ta lại đánh vỡ được mà chú tiến vào bí cảnh tứ cực thì sao? người nên thực tế một chút đi. Ngay cả thế gia hoang cổ cũng không bồi dưỡng đổi thánh thể. Người lại không có bối cảnh gì. Một mình tu hành, có lẽ con đường tu hành đã dừng ở đây rồi. Người rất hiểu rõ thánh thể hoang cổ ư, ừ, có thể nói cho ta nghe một chút không? Diệp Phạm cất tiếng hỏi. Tần rào kem mỉm cười nói. Hiểu biết của ta với loại thể chất này cũng chỉ có hạn mà thôi. Nhưng mà ta từng nhìn thấy một thánh thể hoàng cổ khác. Không biết có giúp được gì cho người không? Cái gì chứ? Diệp Phạm vừa nghe thấy liền đứng dậy, thần sắc rất khiếp sợ. Chỉ là một cái gì hại thôi. Tần Giao lại nhẹ nhàng nói. Thôi thôi, ngày mai nói tiếp, ta đi ngủ cái đã. Tần Giao tiền tử, không thể nói giữa chừng như vậy. Gì hại thánh thể hoàng cổ kia ở nơi đâu? Tần Giao đứng dậy, nàng hơi nghiêng đầu một chút, ngạp ngáp rồi mở miệng nói. Ngay trong tiểu tiền địa này thôi, người cũng muốn xem, mai ta dẫn người đi xem. Người thôi đi có được không? Bây giờ đã đêm khuya đấy, sao lại nhìn thi thể bây giờ? Người cảm thấy không sao, nhưng ta lại không chịu được đâu. Tần dao xoay xoay vòng eo mảnh khảnh mượt mà một cái, giống như một con rắn xinh đẹp trườn đi, gợi cảm động cả lòng người. Lúc nào, người mới dẫn ta đi được? Diệp Phạm từ từ bình tĩnh trở lại. Không phải người muốn là nhìn thấy được cái thi thể đó đâu, trừ phi nhàn công chúa cùng người tiến vào bên trong. Nếu không, người sẽ không bao giờ thấy được. Tần Giao dừng bước lại, nói tiếp. Tại sao chứ? Diệp Phàm hỏi. Tần Giao hất mái tóc đang xóa của mình một cái, thân thái trở nên kiểu diễm. Nàng ta liếc hắn một chút rồi nói. Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng tính chắc chắn thôi, thì thi hài thánh thể hoàng cổ đã là vật hiếm thấy trên thế gian, có thể tế luyện thành các bảo vật vô giá. Hiện nay được thu vào trong bảo khố, tất nhiên người bình thường không thể thấy được. Huống chỉ thánh thể hoàng cổ còn có nhiều bí mật. Cái này luyện chế thánh thể hoàng cổ thành vũ khí sao? Diệp Phạm vốt vút cảm bình, cảm thấy không được tự nhiên cho lắm Sợ chưa? Hay là ngươi nên cẩn thận một chút đi? Mặc dù ngươi mới chỉ đạt đến bí cảnh đạo cung, nhưng với những gì đã biểu hiện ở ban ngày, ta thấy thân thể của ngươi còn chắc chắn hơn thần binh bảo nhận đó. Đúng là tài liệu tốt nhất để luyện khí. Còn bà nó chứ? Diệp Phạm chửi thầy một câu, không nhịn được mắng một câu. Bỗng nhiên, hắn nghĩ đến một chuyện nếu sau này mình mà có bị gì ngay cả thân thể cũng được người khác nhớ thương tần giao cười trêu chọc nói cho nên bây giờ người nhất định rất đáng giá nếu như nhịn không được thì tự bán mình đi chắc chắn có người muốn trả giá cao để mua bán mình sao nếu người muốn ta sẽ chịu thiệt một chút lấy thần báo đáp vậy diệp phàm trêu đùa lại người có thể để cho ta luyện khí sao tần giao quyết không thua kém đáp lời người cũng thật là độc ác. Nếu không làm như vậy, thì ta lấy có lợi gì? Diệp Phạm nghiêm mặt lại hỏi. Mà gì hài thánh thể kia đừng phát hiện nơi đâu? Ngay trong tiểu thế giới này, nếu có thời gian, người có thể nói công chúa dẫn người đi xem. Tần Giao ngắp ngắn ngáp dài, lấy tay ngọc chè miệng rồi nói. Không nói nữa, ta đi ngủ thật đây. Chỗ này còn chỗ này, giường cũng khá lớn đấy chứ. Diệp Phạm cười cười lại trêu chọc. Muốn chết sao? tiểu hài tử xấu xa. Tần sao trừng mắt nhìn hắn một cái rồi lả lướt rời đi. Buổi sáng sớm hôm sau, một viên hỏa châu to lớn ở hướng đông từ từ dâng lên, ánh sáng bình minh chiếu rọi khắp nơi. Diệp Phàm tìm không được Tần Giao, bèn gọi Đồ Phi dậy, nói hắn dẫn mình vào trong yêu thành. Tiểu Diệp Tử, người không có gì làm nên thích chạy loạn phải không? Bây giờ ngươi làm một miếng thịt béo thơm ngon đấy, chẳng lẽ không sợ con lão yêu nào đó thường nhớ người sao? Ta là muốn thu thập vài tài liệu luyện binh, sau đó chế tạo ra một thành bình khí cho chính mình. Diệp Phạm đáp lời một câu gọn gọn. Đồ Phi trợn mắt lên rồi nói, không phải ngươi có đỉnh rồi à, còn chế tạo binh khí gì nữa? Bây giờ có rất nhiều người thèm muốn như thế, người cho rằng ta có thể dùng tùy tiện hay sao? Nhưng cũng không cần vội vã như vậy chứ. Đồ Phi cảm thấy nghi ngọ. Màu màu dẫn ta đi đi, ta cũng muốn nhìn xem thử yêu thành có hình dáng như thế nào. Diệp Phạm cũng gọi Hắc Hoàng tới. Hắn muốn nhận tiện thù bùa một chút tài liệu, công phá cấm chế xung quanh bất lão điện. Yêu thành không hề lớn lắm, nhưng đã rất phồn hoa. Hai bên đường phố còn rất nhiều cửa hàng, phần lớn là bán linh dược và vũ khí. Có thể thấy khắp nơi đều là tu sĩ yêu tộc. Ở đời đây có thể nhìn thấy nhiều người có hình thái kỳ dị. Tự như trên đầu có một cái sừng dài hoặc có hai cánh ngay sườn, phía sau có cái đuôi có không ít yêu tù hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút đặc điểm đặc thù của chủng tộc mình, chưa hóa thành hình người toàn bộ. Còn cóc vàng ba chân kìa, Hắc Hoàng nhìn thẳng vào một tên yêu tu không xa, nói nhỏ, máu của nó là một tài liệu tốt để chế thuốc. Còn bà ngươi chứ, đừng có nghĩ bậy, đây là yêu thành, người nói những đời này sẽ làm nhiều người tức giận đấy. Đồ phỉ trách mắng, bổn hoàng là ai cơ chứ, tại sao lại coi trọng nó, Ta chỉ thuận miệng nói một chút thôi. Nếu như để luyện thuốc, máu huyết thiên bằng còn tốt hơn nhiều. Người im lặng đi có được không? Diệp Phạm cảnh cáo. Người ấy cần những tài liệu gì? Đồ Phi hỏi. Tinh thạch, huyền băng ngọc, thần huyết thổ. Diệp Phạm nói một loạt tên ra đều là những tài liệu hắc hoàng nói cho hắn biết. Tiểu Diệp Tử, đây là tài liệu gì vậy? Toàn là mấy đồ cổ quái không dễ tìm đâu. Đồ Phi lắc lắc đầu không phải là tài liệu tuyệt phẩm gì cả, chắc tìm đủ trong thành này thôi. Diệp Phạm đáp. Bọn họ liên tục hỏi thăm các cửa hàng bán trên phố, nhưng cuối cùng chỉ tìm được khoảng mười mấy tài liệu mà Lục Trương Hắc Hoàng nói đến ba với sáu loại, còn cách rất xa. Đây cũng là nơi ẩn cư của thành Giao vương, nhưng không ngờ trong yêu thành này lại không có đủ mấy loại tài liệu cần tìm. Diệp Phạm không hề hiểu được. Quan trọng là những tài liệu người cần quá đặc biệt, lúc bình thường không có ai dùng cả, tất nhiên là rất khó tìm kiếm. Nói tới đây, dường như Đồ Phi nhớ được điều gì đó, nên hắn nói tiếp. Đúng rồi, còn có một nơi trong thành chúng ta chưa tới, đó là nơi trao đổi tự do. Ở đấy có rất nhiều đồ vật cổ quái. Được rồi, vậy chúng ta đi tới đó. Nơi trao đổi tự do ở phía Bắc Thành, người ở đây cũng không ít. Nhìn sơ qua, nơi đây không khác gì mấy chợ phố của nhân loại cả. Mấy người tới đây chỉ vì một mục đích duy nhất, đó là tầm bảo nơi này có rất nhiều quầy hàng nhiều loại tài liệu cổ quái được trưng bày lên trên thật muốn hại người mà tùy tiện đào lấy một rễ cây cổ thụ rồi nói là huyết lòng mộc để bán diệp Phạm thẩm líu cả lưỡi ở gái trước quầy hàng này có một cái bàn mộc vật ở trên bàn rõ ràng là một rễ cây cổ thụ nhưng chủ quầy lại khoác lác nói rằng đây chính là gốc rễ huyết lòng mộc chịu mùa chịu hàng đây chính là quy củ của đời đây nhưng đôi khi cũng có vài thứ tốt nên có không ít người tới đây tầm bảo. Đô Phi chợt giải thích. Ba người đi tới một quầy hàng khác. Trước quầy hàng này có một tấm vải rách. Trên đó có ba khối đá lớn cỡ nắm đấm. Ba khối đá này có màu đỏ như máu, mài nhẵn và sáng bóng trông rất bình thường. Đây không phải là mấy khối đá ở bên sông đảo ra sao. Hắn lại làm gì đây là mấy khối ngọc quý hiếm vậy. Diệp Phàm cũng không biết nói gì cho Cam. Không đúng, mua nó đi. Hắc Hoàng vội truyền âm. Diệp Phạm khẽ động, quay sang hỏi người bán, lại nói. Bà khối đá này bán như thế nào? Một khối giá trị 10 cân nguyên. Sao người không đi cướp luôn đi? Bà khối đá này nhìn qua đã biết ngay là đá cuội mà. Đồ Phi ngăn cản Diệp Phạm, lại nói. Đây là mấy tảng đá trong các con kênh thôi, đừng có mua nó làm gì. Hắc Hoàng tức quá, ngay tới, cắn bóc chân của hắn một cái. Thiếu chút nữa, đã làm cho Đồ Phi ngã nhào xuống đất. Còn bà ngươi chứ Mày lại cắn tao à Đồ Phi giận dữ vô cùng Gần như muốn đại chiến với Hắc Hoàng Diệp Phạm vội vàng khuyên bảo Ta muốn ba khối đá này Ngay lúc này Có một bùi thâm truyền vào trong bụi Tần gia vừa xuất hiện liền ngồi xổm xuống Mỗi tay cầm lấy một khối đá nhỏ đỏ lòm Hắc Hoàng bỏ Đồ Phi ra Xông tới tần giao Tần giao cả kinh Nhanh chóng đuôi ngược về sau Hắc Hoàng dùng móng vuốt của mình Đe chặt khối đá đỏ lòm còn lại xuống đây là đồ bổn hoang muốn hắc Hoàng nghe răng nhìn tần dao rồi nói người muốn nhưng còn chưa có mua tần dao khẽ cười ném hải côi nguyên cho chủ quầy rồi nói ta mua chỗ này diệp Phạm biết đá này không phải là vật bình thường nên cũng bỏ lại bồi cân nguyên cho chủ quầy đây không phải là đá quậy bên bờ sông sao đồ phi không hiểu hỏi lại người thì biết cái gì đây là huyết yêu thạch đấy hắc Hoàng cảm thấy bực tức há mồm phát ra một lượng hút thu hồi tảng đá màu đỏ kia. Cái gì? Huyết yêu thạch sao? Ta không bán nữa. Chủ quầy muốn đổi ý. Đáng tiếc là tần giao và hắc hoàng đã nhanh chóng thu vào. Theo truyền thuyết, huyết yêu thạch là một loại đá được sinh ra do máu huyết của đại yêu thượng cổ hóa sinh sau khi chết đi. Đây không phải là bảo vật quý hiếm gì. Dù sao trong nhiều năm, huyết tình bên trong đã tiêu tán đi nhiều. Nhưng chúng vẫn có một vài tác dụng đặc biệt. Luyện hóa yêu huyết của chính mình hoặc trừ luyện gần cốt. Đôi mắt của Hắc Hoàng có chút giận dữ, rất buồn bực nhưng cũng không có cách nào khác, hiện giờ nó đang ở trong địa bàn của yêu tộc, cũng biết nặng nhẹ nên không dám mở miệng cắn tận rào. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.